Hello anh em đam mê, lại là mình đây mọi người. Hôm nay em xin giới thiệu đến mọi người máy cây phôi mai vàng Bình Thuận. Em mới về thôi anh em à. Thì mọi người cũng biết em thì chuyên bán phôi mai vàng Bình Thuận. Em lên vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Mọi người sắp xếp thời gian đón xem và ủng hộ kênh của mình nha. Thì anh em coi kênh, coi clip cảm thấy thích, yêu thiên nhiên, thích mai rừng thì like, đăng ký, ủng hộ kênh luôn anh em ơi. Hello anh em cá. Hello anh em, hôm nay anh em lên 4 cây phôi với lại 3 cây dụ dễ nha anh em. Tổng cộng 7 cây. Đây, số phôi nè anh em nè, đẹp đẹp không nha. Đây mọi người. Đói, phôi đầu tiên đó, phôi thứ dữ. Phôi đó dễ hơi yếu một tí nhưng mà được cái bề cũng đẹp nha. Hàng chuẩn bị Tết này anh em. Mới spa mấy em nó lại. Vườn mình thì đang làm nụ nè. Đấy. Nụ nè anh em nè. Nụ cũng được rồi. Thúc sơ nữa là vừa y luôn mọi người ha. Không biết anh em như thế nào rồi. Em thì nụ lên hết rồi nha mọi người. Đấy. Mới vào kiểm em nó lại. Cây này thì hồi trước rất là đẹp luôn. Nhưng mà bị em cho người anh cho ông anh mượn chơi Tết nên làm bị gãy một cái chi vô đây. Đấy, bây giờ phải ăn gian chi này qua là chia đỡ nè. Nó bị gãy một cái bo này rất là đẹp nè. Đấy. Thôi, thì không để anh em mất thời gian nữa nha. Thì anh em cũng biết rồi, em thôi có để số điện thoại bên trên, mã số cây, ngày tháng thì em báo trên clip. Số tiền chốt cây thì em cũng báo trên clip luôn. Anh em ưng thì xem ưng con cây nào, nghe thông tin và nghe số tiền rồi mình cảm thấy hợp lý thì mình chốt nha anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi clip luôn. Chúc anh em xem clip vui vẻ nha. Đây, quay dọc cho anh em coi chơi. Mã đầu tiên, mã số 1 ngày hôm nay nha anh em. Đấy, cái phần này là phần rễ của cái cây. Nhưng mà em thấy nó liền quá cho nên em lấy theo luôn. Để cho anh em về anh em đóng bo chơi một cái chi bên này cũng được anh em. Dòng này thì anh em đóng ở đây quán nuôi bình thường như anh em nha. Cây rễ đế được nè. Đấy, cho đây chi ra với con này. Cho đây chi ra nè anh em. Đấy, đây. Cho đây chân dễ đây. Dễ cọc cũng to nha anh em. Dễ cọc ở đây nè. Đấy, cây này thì giót ngọn. Trên thân này xù, hơi xù xì. Nè anh em coi vết thép, vết lũ thép của nó nè. Giờ chi đây, chi đây. Da tóm lại. Đấy, nó lành lại hết luôn nha mọi người. À, nó lành lại hết luôn. Nó lũ xuống tới đây nha anh em. Sang dòng cho anh em coi chơi luôn. Cái chi thì phải khỏi phải bàn. Chi thì dốc từng cấp hết luôn mọi người. Cây này mà em chơi là em cắt chỗ này nè anh em. Đấy, chơi lung lung. Lung cho nó lật. Nước ha. Đấy. Mời anh em xem thông số cái cây mã số 1 này nha. Quanh là 45. Mở lớn nha, nó dễ hơn. Cao là 65. Bầu dài là 54. Dứt anh em ơi. Bề đế nó liền hết trên mặt bầu luôn anh em à. Hồi cây mã số 1 này em xin giao lưu với anh em 1000k bao ship. Anh em sưu tầm ủng hộ nha. Đấy. Mình thì gói hàng vận chuyển thì rất là ok luôn. Rất là kỹ. Nhiều khi bên vận chuyển nó sơ xuất thì mong anh em hết sức thông cảm. Hoặc là nặng quá thì em sẽ hoàn trả lại cho anh em nha. Rồi, mã số 1, 1000k bao ship, chốt đơn anh em. Ôi, mạnh gồm mờ. Cây dinh như bó ho vậy trời. Rồi đây mọi người ơi, một con hàng cực kỳ đẹp. Mã số 2 hôm nay anh em à. Xem dòng gắt. Cực cao gì. Vừa thôi ông ơi. Trời ơi, kiếm nhỏ nhỏ thôi á. Miếng cắt, cái miếng cây cắt nhỏ nhỏ thôi. Rồi sang dòng coi thôi. Trời giờ này hơi tối, mong anh em hết sức thông cảm. Rồi xây cắt. Đúng rồi, kê bên đó lên. Mà được cây vừa thôi. Rồi kê bên đây một phát nữa. Rồi được. Chụp tấm hình này. Đứng dậy chụp tấm hình. Quay mặt kia. Rồi. Đây anh em chụp tấm hình làm ảnh bìa nha anh em.
Ôi, mã số 2 anh em ơi. Mã số 2 một con hàng rất là VIP. Đây, cái bệ của nó nè anh em ha. Bệ của nó rất là đẹp nha anh em nha. Quyền bệ luôn này. Chia ra liền bệ hết luôn nha mọi người. Đấy, dễ chia ra nè. Cây này dễ cọc to nha anh em. Cây có miếng thèo lũ đây. Đấy, miếng thèo lũ chạy xuống đây. Chỗ đây lành lại rồi nha mọi người nha. Trên thân cũng có một hai miếng lũ trên trên đầu cây đó. Dàn chi thì rất là đẹp. Hơi lắc nhẹ. Cây vô đúng khớp luôn anh em. Đấy, tuyệt vời không? Cây rất là đẹp. Bố cục hợp lý luôn, chi mịn. Rồi mời anh em xem thông số luôn. Quanh là 30. Cao. Cao là 117. Tổng dàn tàn của nó là 93. Thoát thân chỗ đó bao nhiêu á? Tới chỗ chi 2 á. Thoát thân là... Chỗ chi 2 nè. Thoát thân của nó là 26. Bồn dài 44, chắc anh em ơi. Cây đẹp lắm anh em à. Mã số 2 nha anh em nha. Anh em xin lỗi anh em, mấy con cuốn nó hơi ồn tí nha anh em. Mã số 2 này xin giao lưu với anh em 1700k bao ship. Anh em sưu tầm ủng hộ nha. Cây đẹp lắm. Dứt anh em. Dễ cọc cỡ đây nè anh em. Tiếp tục một phôi nữa nha mọi người. Một phôi mã số 3. Cây cực kỳ đẹp luôn nha. Cây chi tàn xinh, kẻ ngang ken. Đấy. Vừa thôi, vừa thôi. Đấy, cây rất là đẹp luôn. Mọi người coi coi rễ đế nó nè. Cây này thì em bao cho anh em luôn. Bao sống luôn em cũng bao nữa. Rễ thì khỏi phải bày. Rễ đầy trong bầu của nó anh em à. Dễ con dễ mẹ gì. Úi, bún xua luôn. Chỗ đây có cục nâu nữa nha. Đấy. Nâu nữa nè. Chỗ đây nè, u lên. Cây dàn chi rất là đẹp luôn mọi người. Đấy, dàn chi không tì vết luôn. Chi mịn, có một cái chi phóng ra nữa. Tuyệt vời. Đấy. Này mà chơi chơi cái nào nữa trời. Rất là đẹp nha anh em. Quanh. Quanh là quanh 23. Cao là 78. Tổng dàn chi của nó là 92. Bầu dài 42. Dứt anh em ơi. Rồi mọi người. Cây mã số 3 này xin giao lưu với anh em 1000k bao ship. Chốt đơn anh em. Rồi mã số 4 nha anh em nha. Mã số 4 cây một cốt nha anh em nha. Cây rễ đế tạm được nha anh em. Chân dễ bám xuống này. Đấy. Đấy cảnh số 4 dễ đế tạm được. Cây vô đây nó có một cục u anh em. Có miếng thẹo thép vô đây. Đó trên mặt luôn nha. Cây dàn chi ok. Một cốt đế tạm được. Anh em xem vào. Lấy nữa đo cục u này cho anh em coi nó bự nha. Quanh là quanh 34. Cục u của nó là 45. Cây mặt diện cây cao 65. Bầu dài 43. Dứt anh em ơi. Ôi, mã số 4 anh em ơi. Cây này thì em xin giao lưu với anh em 1000k bao ship chốt đơn anh em ơi. Rồi em xin giới thiệu đến mọi người một cái cây không bầu nha anh em. Đấy. Cây rễ đế. Cây rễ tạm được nha anh em nha. Đấy, rễ nè. Cây này có miếng thèo lũ chỗ đây. Đấy. Dàn chi đẹp. Dốc ngọn. Rồi, anh em xem thông số cái này. Cái này thì em xin giao lưu với anh em 400k bao ship nha. Quanh 28. Cần thế nha. Con cảm có một mình hơi khó khăn xíu anh em. Cao, tổng chiều cao của nó là 55. Rồi, tổng ngang dàn dễ 35. Rồi, anh em sưu tầm ủng hộ. Cây mã số mấy? Số 5. Số 5. Mã số 5 400k bao ship anh em ơi. Rồi mình sẽ lên hai cái rễ combo cho anh em. 700k hai cái.
hai cái rễ nha anh em. Cái này thì rễ cám nhiều nè, co lắc rễ cám nhiều, cây hoành nè, cao nè, 50, chiều rộng rễ 30, một cây. Cây thứ hai nè, hai cái rễ này của một cây mai luôn nha. Cái này thì rất là to, mà co lắc rất là đẹp luôn mọi người nè. Đấy, co lắc rất là đẹp luôn, mà nó lại ít rễ cám, nó có hai chân đi xuống là một cái rễ nhỏ chỗ đây bị gãy. Đấy, anh em về nghiên cứu. Hai cái rễ này thì 700k nha anh em, mã số 6 700k combo. Rồi, cảm ơn anh em theo dõi clip luôn. Chúc anh em một buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp lại anh em nha. Tạm biệt anh em. Tạm biệt anh em.